Trên tà áo em bay, hàng ngày cà phê trước thềm, bạn bè hàn huyên suốt ngày. Tôi yêu Nha Trang Vũng Tàu, bao mái chùa, yêu dòng nước trong xanh. Tôi yêu phiêu du khắp trời. Mời quý vị nghe tiếp chương trình với tiết mục Chuyện Việt Nam. Mời quý vị nghe bài phóng sự mang tựa đề Gái Miền Tây Nơi Đất Bắc. Tôi yêu người Việt Nam này, cả chồng câu hát. Hiện nay ở Hà Nội có vô số quán karaoke, tẩm quất, massage, thậm chí là những khu nhà thổ trá hình bằng các tiệm cắt tóc, gội đầu rất chuộng con gái miền Tây. Nếu đứng trên góc độ của khách làng chơi, gái miền Tây như có một sức hút mãnh liệt với các quý ông sành sỏi tình trường, bởi họ cho rằng hiếm có nơi nào ở đất nước này sản sinh ra nhiều phụ nữ đẹp như thế. Những cô gái miền Tây thường được trời ban cho nước da trắng ngọc ngà, kết hợp cùng giọng nói dễ nghe ngọt ngào. Chỉ cần hội tụ hai điểm đó thôi cũng đã đủ làm điên đảo bất kỳ gã đàn ông nào ở xứ khác đến. Một lần, người viết bài này được ông bạn có hẳn cả một cuốn sổ bí kíp ăn chơi, dẫn tới một tiệm massage toàn thân nằm trên đường Trần Duy Hưng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Anh bạn tôi giới thiệu, ở đây có nhiều cô em miền Tây xinh lắm. Tôi cũng muốn thử một lần cho biết. Nhân viên phục vụ cho tôi tên là Hoa, một cô gái trẻ với tuổi đời mới sắp xỉ đôi mươi. Hoa có khuôn mặt thanh tú, má hay hay phớt hồng, nhưng đôi mắt lại đượm buồn với hàng mi dài, long lanh như đang ngấn lệ. Hoa nói bằng cái giọng ngọt như mía lùi, nhẹ nhàng như dòng nước sông Hậu ở quê nàng. Trong cuộc nói chuyện của tôi với Hoa, nàng tâm sự như đang khóc, khóc cho cái số phận bạc bẽo phải lưu lại nơi xứ người, nơi mà cách quê nàng phải tới 2.000 cây số. Hoa tâm sự: quê em ở Hậu Giang, nhà có 5 chị em và một đứa em trai. Em là lớn, 4 đứa em gái, ai cũng phải nghỉ học sớm. Có đứa con trai út là được ba má cưng cho đi học thôi. Cũng vì em là lớn nên em phải sớm bươn chải từ lúc em 14-15 tuổi rồi. Ngày Hoa 14 tuổi, nàng được các chị cùng quê dẫn lên Sài Gòn làm việc. Lúc đó Hoa chỉ có việc trong nhà giặt quần áo cho các chị. Lúc đó cô kể: em luôn thắc mắc tại sao ban ngày các chị lại ngủ, ban đêm thì đi ra ngoài, lúc về chị nào cũng nồng nặc mùi rượu khiến em phải đi dọn riết. Hoa kể lại, nhiều khi nàng tò mò, thu hút bởi những món đồ đắt tiền mà thỉnh thoảng các chị mang về. Ngày đó, Hoa ngây thơ, đâu biết các chị của nàng làm nghề gì. Hoa kể, có lần em thắc mắc, các chị cho em đi giới mà mấy chị chỉ gạt đi. Mấy chị nói, mày còn nhỏ, đi làm gì, lớn chút nữa rồi chị cho đi. Có lẽ đó là số phận. Hoa thở dài vì cuộc đời của Hoa đã sớm an bài bởi cuộc sống đó. Hoa cũng kể lại các chị cùng quê thương nhau lắm. Phần con gái xa quê, xa nhà nên thường đùm bọc lẫn nhau. Cô tâm sự: trước có chị bị tụi bảo kê đánh, về nhà em chăm sóc mà chị cứ khóc thôi à. Hai chị em cứ ôm nhau khóc và chị cũng nói với em là số kiếp tụi mình như vậy nên chị coi em như em gái. Ngày xưa chị cũng như em, rồi da chạm nhiều thành ra cái gì cũng biết. Ba má em biết thừa là em lên Sài Gòn làm gì, vì em không có bằng cấp, không có học, lại đi theo các chị có thâm niên lâu năm như vậy nữa. Cái thứ duy nhất của em có là tuổi trẻ. Hoa trách móc: ba mẹ em đã chẳng can rồi,
thì việc gì em phải sống cho họ. Họ chỉ cần mỗi tháng em gửi tiền về nuôi, thế là xong. Còn đâu em sống như thế nào thì kệ đi. Cuộc sống ở Sài Gòn khó khăn, nhiều chị em trong nhóm của Hoa rủ nhau ra Hà Nội kiếm việc làm. Rồi Hoa theo các chị bắt tiếng kiếm việc làm, năm đó cô 16 tuổi. Ngày cô ra Bắc, các chị bắt đầu giới thiệu nàng tới các mối thân quen từ trước. Ngày đầu, cô cũng chỉ làm việc giặt, sau được chủ cân nhắc lên làm tiếp viên karaoke. Nói không ngoa, ông trời cho nàng phận hồng nhan, nhưng sao bạc đãi quá. Cô hát rất hay, đặc biệt là những bài hát mang âm hưởng dân ca. Dường như cô dành trọn cảm xúc cùng lời của bài hát. Đó chắc cũng là điểm sáng duy nhất mà cô quay đầu lại mà nghĩ về quê hương sâu nước. Ngày đó, cô đi làm, chủ bắt phải ăn mặc những bộ quần áo rất mát mẻ, bất chấp đông hay là hè. Nếu gặp khách lịch sự, cô cũng nhẹ hơi, nhưng gặp khách nào có máu dê, cô cũng phải cắn răng chịu đựng những hành động đê hèn của quý ông. Cô kể, nhiều khi họ chạm vô chỗ nhạy cảm mà mình vẫn phải tươi cười rói rói à. Ngày xưa còn sợ chứ giờ quen rồi. Rồi Hoa nhớ lại, ngày đó đó muốn khách bo sọp thì phải chiều chuộng, còn nếu tỏ thái độ vừa không được tiền lại còn bị chủ đánh nữa. Và đặc biệt làm nghề này phải biết uống rượu, khách uống càng nhiều mình lại càng phải cố gắng để uống cùng với họ, như vậy thì họ mới bỏ hậu hĩnh được. Hoa cũng tự nhận mình là người cứng đầu. Cô cũng bị chủ đánh nhiều lần vì cái tội thái độ với khách hàng. Không chịu được, cô bỏ việc, nhưng thân gái nơi đất khách quê người, cô chẳng biết nương tựa vào đâu, vào ai và như thế nào. Cô lại quay đầu trở về nghề cũ. Cô kể, em có đi học thêm một khóa cấp tốc để massage, để đi làm. Tiệm massage em làm trước đó cũng tốt lắm, cũng gái miền Tây như tụi em nên cũng thương. Mấy chị cũng tạo điều kiện nhiều, cho dù lương ở đó không có cao, ăn bo theo khách. Ngày đầu, cô đi massage cho khách, cô còn ngượng ngùng khi nhìn thấy cơ thể đàn ông phơi bày ra trước mặt. Nhưng một thời gian, quen nghề, cô còn trêu ghẹo lại khách hàng. Trời ơi, khách hàng gạ tình em suốt, có ông 70 tuổi còn xin số điện thoại để rủ đi nhà nghỉ. Nhưng em có người yêu rồi, ảnh biết em làm nghề này, nhưng cũng thông cảm cho nhau. Hai đứa đều tha phương, đều ít học, đều nghèo, nên ảnh không có trách móc, mà có khi còn khuyên em là nên biết giữ mình. Cô cười, nụ cười như tỏa nắng sau những ký ức u ám mà cô kể lại. Cuộc sống nơi đất khách khiến cô già dặn hơn so với tuổi. Cô kể, ở Hà Nội mua sắm cái gì cũng đắt đỏ, đi làm massage tiền bo cũng chẳng được bao nhiêu, đặc biệt là những ngày mưa lạnh cô cũng chẳng có khách. Cô kể, bần cùng lắm em mới đi làm thêm mấy quán karaoke nữa, làm ở tiệm massage 9 giờ là nghỉ rồi. Sau đó em qua chỗ người quen làm tiếp viên rượu. Anh chủ đó cũng biết em hát hay nên lương thường ổn định, có khi tốt hơn làm ở kia. Nói về dự định tương lai, cô lại trầm mình, im lặng một hồi, cô mới chia sẻ. Em chỉ muốn về quê ăn Tết thôi, lâu rồi em không có về. Cô rơm rớm nước mắt khi nhớ về quê hương nghèo khó. Cô bảo, quê cô nơi miền sông nước mùa này đẹp lắm. Khi hoa mai đang chấm chím nở, khi mùa xuân đang về. Thưa quý vị, vừa rồi là một phần của bài phóng sự Gái miền Tây, nơi đất Bắc.